Ơi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà cấp 4 à, sát đường Tạ Văn Sáu, trung tâm thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có sản phẩm là ngang 10 sâu 20 quý anh chị ha. Đây à, mặt tiền đường bê tông, đường này là đường bê tông 2 mét rưỡi nha quý anh chị à, à, đây cách đường Tạ Văn Sáu chỉ có tà 10 mét thôi quý anh chị ha. Chút nữa em sẽ quay ra cho quý vị xem ha. Đây, căn nhà mình là phía trước là chủ có trồng mấy cây ăn trái nè. Đó, nhìn rất là dễ thương nha quý anh chị. Đó, có nhà cấp 4 cũ rồi quý anh chị ha. Đây. Đó, thì trong đất của mình nói chung là có căn nhà cấp 4 cũ nha quý anh chị, thì anh chị thích thì sửa sang lại, còn không thì đập bỏ ha. Nói chung nhà mình rất là cũ rồi. Đó, đây ra phía sau nè. Đó, đây là ông chủ nha quý anh chị. À, ông chủ nhà à, thì à, lúc trước cái nhà này là có người trả 1,5 tỷ rồi mà không bán quý anh chị ha à, nhưng mà à, lúc trước thì khác nha quý anh chị à, cách đây khoảng độ tầm 2-3 tháng à. À, nhưng mà giờ thì cần tiền bán chỉ có là 1,2 tỷ thôi, giá này là giá chốt không thương lượng nha quý anh chị à, này chút nữa có video trực tiếp của chủ nhà à, làm việc luôn quý anh chị ha à, từ đây là cô chủ nè, từ đây qua bên kia là 10 mét à. Rồi xong rồi thẳng lên phía trước quý anh chị ha. Đó, nói chung cái này nói chung cũng quay đất thôi chứ cũng không quay nhà nha quý anh chị, tại vì nhà cũ lắm rồi nên em cũng không quay chi tiết vào trong nhà ha. Đó, thì em quay sơ cho quý vị xem thôi. Đó, thì phía trước là khoảng độ tầm 9,9 nha, phía sau thì nở hậu hơn tí nha quý anh chị, hơn 10 mét ha. Đó. Nói chung là nhà mình là chỉ về sửa sang lại là ở thôi nha quý anh chị. Anh chị vừa về sửa sang hoặc là làm thêm vào ha, đập ra làm lại cũng được. Đó. Và đây là cái giây phút chủ nhà báo giá quý anh chị ha. Đó. Là hai cô chú báo giá nha quý anh chị. Thúc luôn em. Dạ, ông kết thúc luôn ấy nói em cũng nói thiệt là tỷ hai tại rồi, rồi kết thúc nhiêu đó chứ không nhiêu chị không bớt. Chứ đây mình là bán bao nhiêu? 1,2 tỷ tại đây chứ giao bao nhiêu không bớt. Ở đây là giao cho anh làm cái gì mà bao nhiêu không bớt, nói chung bán con trâu con heo con bò còn bớt mà này muốn nguyên cái nhà mà sao không bớt. Ta nói tỷ ba không mà chứ không không ai nói tỷ hai, không nói tỷ hai mà giờ là kết thúc vậy đó. Cái cạnh ở trước đây là 9,8 ha, hai cạnh trước này đó là có sổ đó, 9,88 là cũng như 9,90 á. À, ý là 10 mét à. Ủa đâu cạnh trước 9,8 sau 10 mét 9,8 hả, cái này bán đất tặng nhà chú ha. Nhà này đó, nhìn nhà cô chú rất chi là thật tình nha quý anh chị đó, nên là cô chú nói là kết thúc giá là 1,2 tỷ nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ cho em ha đó, sát đường Tạ Văn Sáu luôn nha quý anh chị. Đây là đường Tạ Văn Sáu nè. Đây à, đường này là anh chị quẹo phải là đi ra cái cánh đồng Đất Đỏ quý vậy ha, cánh đồng ăn nhất cho quý vậy. Còn quẹo trái đây là ra đường Võ Văn Sáu, đường Võ Thị Sáu, rồi đường này là đường Tạ Văn Sáu như quý vậy, đường nhựa vỉa hè rồi, rồi về chợ Đất Đỏ đi khoảng độ tầm hơn 1 km thôi, rồi cách biển Phước Hải đi khoảng độ tầm chưa tới 10 km là tới biển Phước Hải như quý vậy. À, thích hợp anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời ha. Cái này là sổ hồng riêng 100% thổ cư rồi đó, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ha. Rồi để em quay sơ cái vị trí quý vị xem nha. Đó, cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý vị. Đó, thì anh chị còn thấy đường Tạ Văn Sáu nè, nói chung là dân cư ở đây là cũng san sát hết quý vị ha. Đó, thích hợp anh chị về làm vườn nghỉ dưỡng nha quý vị. Mình cách cái cánh đồng ăn nhất Long Điền Đất Đỏ khoảng độ tầm 1 km thôi nha quý vị. À, ở đây gió cực kỳ mát mẻ quá nhỉ ha, anh chị làm nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư sinh lời. À, rồi em xin kết thúc video ở đây, nhớ là đăng ký kênh hẹn anh chị video sớm nhất nha.